Cô ơi, tại sao ngày nào em cũng tập đủ 60 phút yoga mà em tập mãi chẳng giảm được cân? Vâng, đó là một câu hỏi mà gần đây cô Hằng Nga mới nhận được Và chắc chắn rồi thì nó sẽ là một cái thắc mắc của cũng rất là nhiều bạn Vâng, à một số bạn cũng có hỏi rằng ơ cô ơi, thế tại sao mà sao các huấn luyện viên tập như thế nào mà lúc nào vóc dáng họ cũng thon gọn như thế nhỉ đúng không ạ? Có rất nhiều bạn cũng thắc mắc như vậy. Vâng, và cái vấn đề chính ở đây đó là chúng ta không chỉ luyện tập mà chúng ta còn cần phải kết hợp cả với chế độ dinh dưỡng cũng như là một cái chế độ sinh hoạt khoa học và lành mạnh. Chế độ dinh dưỡng khá là quan trọng và nó chiếm từ 70 cho đến 80% trong việc quyết định việc giảm cân của bạn có thành công hay không thông thường thì sau khi chúng ta tập yoga thì cái trao đổi chất nó sẽ tốt hơn và mình sẽ cảm thấy rằng ăn là ngon hơn đặc biệt là trong thời gian đầu nữa nhá mình sẽ cảm thấy ăn ngon hơn là ngủ ngon hơn và chính vì vậy mà các bạn ấy sẽ nạp vào nhiều hơn nhiều hơn đúng không ạ nhiều hơn cái cái bình thường trước khi bạn ấy tập yoga nữa cơ và cũng chính vì là chúng ta không để ý đến cái lượng calo mà chúng ta nạp vào và chúng ta cứ như vậy cứ nạp vào nạp vào và chúng ta bị tăng cân. Cô ở Nga thì sau khi giờ dậy thì ra gặp rất là nhiều các bạn ấy ở bên ngoài các bạn ấy hay đi uống trà sữa này hoặc là còn ra hai lần này đúng không ạ? Thế thì một cốc trà sữa của chúng ta nó khoảng từ 500 đến 600 calo, đó là chưa tính đến ví dụ như mà các cốc trà sữa mà nó nhiều cream, topping cream á thì nó có thậm chí còn có thể lên đến 800 hoặc là 1000 calo. Thông thường một nhu cầu một người thông thường bình thường thì chúng ta cần từ khoảng một sẽ tùy nó sẽ tùy theo vào chiều cao và cái cân nặng của chúng ta nhé nó sẽ như cô hàng nga chẳng hạn thì nó mình vận động nhiều thì nó sẽ cần khoảng đến một nghìn tám trăm calo chẳng hạn vậy mà một cái cốc trà sữa của bạn đạp vào thì nó đã gần tương đương với năng lượng cả một ngày rồi đó chưa kể ví dụ mình ăn chỉ một bát rau thôi chẳng hạn thì đã khoảng tầm 200 đến 300 calo một bát cơm 200 calo nữa và cứ như vậy cứ như vậy các cái bữa ăn chúng ta cộng tổng hợp lại, đúng không ạ? À, thì cái lượng calo nó sẽ dư ra quá là nhiều và khi mà cái lượng calo của chúng ta nạp vào nó dư thừa ra thì lâu dần nó cứ tích lũy dần tích lũy dần lại và nó không bị tiêu hoa đi và nó chuyển hóa thành mỡ. Vậy nếu mà chúng ta muốn giảm cân thì mình phải cắt giảm các cái đồ dầu nhiều calo như là đường này, chất đồ ngọt này, tinh bột này, chất béo đúng không ạ? Chất béo là là chất béo xấu đấy. Đó chất béo là chất béo xấu ví dụ như là những cái đồ chiên rán nhiều đúng không ạ? Đồ xào, đồ chiên, đồ rán thì chúng ta cần phải cắt giảm các cái đồ đó đi và chúng ta cần phải tăng cái gì ạ? Tăng đạm này, tăng rau xanh này, chất béo tốt nhá. Chất béo tốt là gì? Có trong các cái loại hạt này. Các loại hạt này dầu omega 3, các loại hạt điều, hạt óc chó, hạt hạnh nhân đúng không ạ? Hoặc là omega 3. Đó thì chúng ta mới có thể kiểm soát được cái cân nặng của mình. Vậy cho nên chúng ta cần phải chú ý rằng nếu như bạn tập mãi mà vẫn không giảm được cân thì chúng ta phải xem lại cái chế độ dinh dưỡng của mình. Bạn cũng có thể hỏi các cái huấn luyện viên của mình hoặc nếu như bạn không biết cách tính calo của mình như thế nào thì có thể hãy comment xuống dưới video này nhé Chiều cao này, cân nặng và độ tuổi của bạn cô hàng Nga sẽ giúp các bạn tính cái cái lượng calo đối với bạn cần phải nạp một ngày nó cô hàng Nga hay thường gọi đó là con số vàng, mỗi người sẽ có một cái con số vàng của mình. Hãy để lại comment xuống dưới video này chiều cao cân nặng và độ tuổi của bạn cô nga sẽ giúp bạn tư vấn miễn phí để cái lượng calo bạn cần nạp vào và ở trong dưới cái video này thì cô Hà nga cũng sẽ có cái đường link tặng cho các bạn cái ebook mà nó có chỉ số calo của các cái thức ăn mà chúng ta vẫn nạp vào trong ngày thì bạn sẽ theo đó để bạn tính lại cái lượng calo mình cần nạp vào nhé làm sao để chúng ta không có dư thừa calo thì mình mới kiểm soát được cân nặng chứ đúng không ạ Vậy nên nếu bạn muốn điều chỉnh được cân nặng của mình thì chúng ta cần phải kết hợp luyện tập với chế độ dinh dưỡng và một chế độ sinh hoạt lành mạnh chứ không là chúng ta cứ ngủ thật là muộn, muộn khuya mình mới ngủ xong mình lại đói mình lại đi ăn đêm thêm đúng không ạ? Thì không thể nào chúng ta giảm cân được. Và nếu như bạn có các cái thắc mắc hoặc là bất kỳ các câu hỏi nào trong quá trình luyện tập thì hãy comment xuống dưới video này. Cô Hằng Nga sẽ giải đáp chúng ta vào trong các cái video của buổi tiếp theo. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên giúp cô Hằng Nga là hãy chia sẻ nó cho những người bạn xung quanh của mình để chúng ta cùng được biết và cùng có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Một vóc dáng thon gọn hơn. Cô Nga xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi chia sẻ tiếp theo.